Không thể phủ nhận rằng chiếc ngai vàng mà Quỷ Vương Bất Tử từng chiếm trệ ngồi trên đó sẽ khó ai có thể chiếm được. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ở thuở sơ khai của Liên Minh Huyền Thoại, Faker gần như hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để trở thành siêu sao giữa các siêu sao, một vị vua được thừa nhận bởi cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn. Thành tích kinh khủng đó xem chừng sẽ khó ai có thể lặp lại khi mà bản đồ Summoner Rift đã khác xưa rất nhiều. Nhưng điều đó cũng không thể che mờ đi một thực tế rằng câu hỏi ai là người có thể thừa kế chiếc vương miện của Quỷ Vương Bất Tử luôn là một câu hỏi mà giới mộ điệu Liên Minh Huyền Thoại Thế Giới nói chung và fan hâm mộ xứ Hàn nói riêng thích bàn tán những lúc trà dư tửu hậu. Người ta từng đề cập đến BDD ở cái thời mà Long Du lên ngôi năm 2017. 5 năm sau đó mọi người lại nghĩ về Showmaker khi mà Damwon Gaming quá mạnh so với phần còn lại của cả thế giới. Và gần đây, đâu đó đã có những ý kiến rằng Zika có thể là người thừa kế tiếp theo sau khi chứng kiến hành trình lên đỉnh cao danh vọng của DS. Thế nhưng trên tất cả, có một cái tên mà người ta thường xuyên nhắc tới như người có khả năng cao nhất để kế thừa danh hiệu cao quý đó. Một cái tên chói sáng như một vị tân tinh, một tuyển thủ thường xuyên đứng đầu trong các bảng xếp hạng chỉ số. Và cũng giống Faker, đó luôn là cái tên mà mọi người sẽ hò reo với những màn xử lý kỹ năng cá nhân, gánh team với đẳng cấp cực cao. Cái tên đó không ai khác chính là Chovy. Ngày 6 tháng 12 năm 2018, Chovy lần đầu ra mắt tại giải đấu giành giải nhất Liên Minh Huyền Thoại xứ Hàn. Trong thế bị dẫn trước bởi Hanwha Esports, chàng trai trẻ đã chói sáng với kẻ bất dung thứ và ở ván đấu sau đó là bậc thầy biến ảo. Với tỷ lệ tham gia hạ gục lần lượt là 74% và 80%, tân binh non nớt khi ấy đã lập tức khiến tất cả phải trầm trồ thán phục, cũng như khẳng định chắc nịch vị thế của tập thể mãnh sư như một cái tên khác hoàn toàn với những tân binh thường thấy ở những mùa giải trước. Đặc biệt trong ván đấu thứ hai, Zui trong tay Chovy đã gây ra lượng sát thương khủng khiếp với gần gấp 3 lần những gì mà người chơi kỳ cựu Lava ở phía bên kia có thể làm được. Và đó mới chỉ là khởi đầu. Trong những trận đấu sau đó, Chovy cùng đồng đội liên tiếp làm người xem đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cán đích vòng bảng với vị trí thứ hai và chỉ chịu thua người đứng đầu là KT về chỉ số phụ, Riffin gần như đã đưa đến một khái niệm mới là siêu tân binh đến với LCK. Về phần mình, với tỷ lệ thắng gần 70%, đường giữa 17 tuổi ngay lập tức trở thành một trong những tuyển thủ đáng xem nhất của xứ Hàn, nếu không muốn nói là trên cả thế giới. Có ai không ngưỡng mộ trước một người chơi Zui 13 ván với KDA trung bình 13,3? Có ai mà không chú ý đến một cá nhân sử dụng đa dạng các vị tướng từ sát thương, chống chịu, hỗ trợ đến đấu sĩ mà đều đem về một kết quả tốt? Khi những scandal không đáng có năm 2019 đã đẩy Riffin lùi sâu vào lịch sử và trở thành vì sao băng khiến người ta tiếc nuối, đường giữa trẻ măng của họ lại bước vào hành trình với những người bạn mới và cả một đội mới là DS. Dù hành trình cùng DS không đến nỗi nào, nhưng rõ ràng ai cũng sẽ nhớ nhiều hơn đến một Chovy với tư cách là sống lưng vàng của Hanwha Esports. Khi Dev đã bước sang bên kia sườn dốc, khi phần còn lại của Hanwha Esports chỉ là những tuyển thủ tay mơ nếu như không muốn nói đến một cái tên bắt đầu bằng chữ M, Chovy vẫn đứng đó sừng sững như một vị thần bất bại. Những con số không bao giờ nói dối và chừng đó là đủ để chứng minh rằng Chovy là đường giữa của màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất xứ sở Kim Chi ở mùa giải 2021. Đã có lúc người ta gọi vui Hanwha Esports là Chovy Esports và phần đông người hâm mộ ngóng chờ những trận đấu của đội tuyển nhà bán bảo hiểm chỉ để xem màn trình diễn quyến rũ một cách chết chóc của chàng trai mang tên Jong Ji-hoon. Trên đôi cánh của Chovy, Hanwha Esports bay cao và đạt được những thành tích mà có lẽ họ không bao giờ có thể chạm tới nếu án ngữ Midland là một cái tên khác. Đáng buồn thay cho con người tài năng ấy, có thể vì trời cao đủ kiện nhân tài, có thể những người đồng đội không lớn kịp để trở thành bệ đỡ cho đường giữa của mình. Dù sao thì một cánh én chẳng thể làm nên mùa xuân, sống lưng vàng và phần nào đó là Dev đã quá khỏe khi gồng gánh những đồng đội của mình vượt qua một mùa hè đầy bất ổn, qua vòng playoff một cách kỳ diệu, để rồi từng bước đi qua vòng bảng để vào tứ kết tại Reykjavik, điều mà có thể coi là khó hơn lên trời. Có một điểm chung rất thú vị giữa Chovy và Bexen. Vào những năm tháng đỉnh cao của cái tên từng là biểu tượng của Solo Mid, cộng đồng Bắc Mỹ luôn nói với nhau rằng Bexen xứng đáng với những đồng đội tốt hơn mỗi khi TSM gục ngã tại chung kết thế giới. Về phần Chovy, fan hâm mộ cũng đã có những ý kiến như vậy mỗi khi ngôi sao này hụt chân ở trước ngai vàng. 2022 đánh dấu một chặng đường mới của Chovy khi anh đồng ý trở thành một phần tham vọng của Genji. Với một đội hình được coi là mạnh nhất mà đội tuyển nhẵn mặt với chiếc ghế hạng nhì có thể đạt được, Genji nhắm thẳng tới mục tiêu phá tan lời nguyền xiềng xích gắn chặt lấy mình bấy lâu nay và phần còn lại thì mọi người đều đã biết. Chiếc cúp vô địch đánh dấu một bước chuyển mình của Chovy. Nhìn vào lối đánh của Genji ở mùa hè mới thấy chàng trai này đã thay đổi nhiều như thế nào. Không còn là một cỗ máy chỉ biết ôm farm đợi lết, Chovy đã thường xuyên đảo đường và mang lại lợi thế cho đồng đội. Trong hành trình vô địch của Genji, vai trò và những màn trình diễn của Chovy ấn tượng đến mức một vẻ trong đội hình tiêu biểu số 1 của LCK là không thể nghi ngờ. Thậm chí cậu còn được vinh danh với một đề cử cho danh hiệu vận động viên Esports PC xuất sắc nhất tại Esports Award, giải thưởng danh giá cho những cá nhân tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thể thao điện tử. Thế nhưng lại một lần nữa, Chovy không thể bước qua ngưỡng cửa để lắc mình trở thành một siêu sao, và hành trình của Genji tại chung kết thế giới vừa qua lại một lần nữa đặt ra những câu hỏi rằng liệu đề cử danh giá này dành cho anh
có xứng đáng hay không. Nhìn lại mùa hè 2022, đồng ý rằng Chu Vi đã thoát kiếp sống lưng vàng khi được thi đấu cạnh một ruler quá xuất sắc cùng Binet đang lấy lại phong độ. Nhưng khi đối phương đã tìm cách giải được bài toán ở đường dưới, người ta lại thấy Chu Vi loay hoay không biết làm gì. Tiêu biểu ở game 2 gặp KT trong tuần 9, Amin ngày càng xanh xao với Sivir, ruler thì bất lực, Chu Vi chẳng thể nào bước ra làm những điều đặc biệt như cái cách mà Silas của anh từng làm trong những ngày xưa cũ. Soi xa hơn một chút trở về trận thua duy nhất của đương kim vô địch LCK trong suốt giải mùa hè, Genji đã tự làm khó mình khi trao Senna cho Ruler, qua đó khóa đi khả năng backplay của quý ngài thứ kẻ. Ở phía bên kia, người ta chứng kiến Warner chổi sáng và biến những gì Binet có thể làm trở thành những cái bóng mờ nhạt. Trong thế khó trăm bề, bỗng dưng Chu Vi quay trở lại làm cỗ máy farm siêu hạng để rồi cuối cùng như người ta nói, Chu Vi thắng đường, Faker thắng trận. Nếu gọi những nghi ngại về Chu Vi là những nét vẽ mơ hồ trước màn trình diễn khủng khiếp của cả tập thể Genji ở giải quốc nội, thì tại chung kết thế giới, bức tranh ấy lại trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Ở xứ cờ hoa, khi cả tập thể Genji nói chung thi đấu dưới sức, Chu Vi chẳng thể nào đứng ra mà trở thành đôi cánh cho cả đội như cái cách mà một đàn anh của cậu đã làm vào năm 2017. Và đáng buồn hơn, chẳng ai còn thấy bóng dáng của đội quân một người năm nào. Trận đấu khởi đầu gặp Angie đã thoáng phơi bày những mặt hạn chế cố hữu mà Genji nói chung và Chu Vi nói riêng chưa thể nào cải thiện được. Khi Ruler không thể play, khi Binet mờ nhạt, đường giữa xuất sắc nhất LCK mùa hè 2022 lại trở thành một nông dân chăm chỉ cần mẫn với những chỉ số lính cho đến tận khi nhà chính chỉ còn lại là tàn tro. Nếu như trận đấu với Angie chỉ mới vén lên một phần nhỏ của tấm màn che, thì trận tứ kết gặp DK đã phơi bày toàn bộ những điểm yếu chết người của đội mà Dunby từng tin chắc rằng không ai có thể đánh bại. Về phần Chu Vi, người ta mong chờ những khoảnh khắc siêu sao, ngóng trông hình ảnh của một người hùng xuất hiện vào những lúc khó khăn nhất. Thế nhưng chờ hoài chờ mãi mà không có. Từ ổn định có thể được sử dụng để nhận xét về Chu Vi, nhưng rõ ràng người ta mong đợi nhiều hơn ở một ngôi sao như thế. Trong ván đấu quyết định, người ta hò reo khi nhìn Canyon và Showmaker kéo lại thế trận chỉ bằng một pha giao tranh. Cả khán đài như vỡ tung khi chứng kiến Ruler gần như một tay định đoạt tất cả với pha quát ra kêu mãn nhãn. Còn về Chu Vi, không có một khoảnh khắc nào như thế tới từ đường giữa đầy tài năng này cả. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, sẽ ít ai tin được rằng Chu Vi lại có thể thúc thủ trước người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến đến mức như vậy. Nhưng nếu theo dõi toàn bộ trận bán kết nơi đồng xanh cất cánh bay, thì việc Genji phải gục ngã là điều hiển nhiên. Từng là cỗ máy farm khủng khiếp nhất LCK, thì giờ đây Chu Vi lại thua ngay ở điểm mạnh nhất của chính mình. Trong 3 ván đấu sau chót đó của Genji, không lúc nào Chu Vi vượt trội về lính so với Zika và cũng chẳng bao giờ Chu Vi có thể bắt kịp những bước di chuyển của đối phương. Khi đường giữa của đồng xanh thăng hoa với kỹ năng xử lý cá nhân khủng khiếp, ra vào giao tranh như chốn không người, thì Chu Vi bỗng dưng lại cổng tay đến kỳ lạ. Thậm chí ngôi sao đường giữa xứ Hàn còn mất bình tĩnh đến mức vội vàng dùng tất cả những gì mình có để chạy trốn khỏi một cuộc truy sát, vốn không tồn tại. Sẽ có nhiều thứ để bàn, nhiều điều để học sau thất bại có thể coi là thảm hại của Genji trước bại tướng cũ của chính mình. Về phần Chu Vi, những nghi ngờ về giới hạn của anh càng lúc càng lớn trong cộng đồng cũng như giới chuyên môn. Liệu với những gì làm được trên xứ cờ hoa, danh hiệu tuyển thủ xuất sắc của năm có phải là chiếc áo quá rộng mà sống lưng vàng không thể hay ít ra là chưa thể mặc vừa? Nhìn sang những đồng hương của Chu Vi, nếu không nói đến Faker đã quá nổi tiếng và thừa thải những danh hiệu quốc nội cũng như quốc tế, thì vẫn sẽ có nhiều những cái tên nổi cộm không hề kém cạnh nếu không muốn nói là nhịn hơn. Chúng ta có Zed, một siêu tân binh đúng nghĩa, debut năm 2021 nhưng chỉ thực sự giành được suất đánh chính sau khi lùm xùm với Kana trôi qua. Cựu thực tập sinh của Tiêu Anh đã kịp có cho mình một mùa giải đầy những danh hiệu với ngôi vương LCK mùa xuân, Á quân MSI, Á quân LCK mùa hè và Á quân chung kết thế giới ngay trong lần đầu tiên tham dự. Top lane của Tiêu Anh đã có được sự công nhận từ sớm của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ và vẫn đang đáp ứng trọn vẹn niềm tin yêu đó. Cũng không thể không nhắc đến một mùa giải đầy cảm xúc. Ở thời điểm có thể coi là chặng cuối của hành trình tuyển thủ của anh Baka, chàng lạc đà một bú đã cùng DSD từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ một đội bị đánh giá thấp, Dev cùng đàn em đã có chuyến hành trình trong mơ để rồi trở thành đội đầu tiên từ vòng play-in tiến thẳng đến ngôi vương danh giá bậc nhất làng Liên Minh Huyền Thoại. Những nỗ lực đã bỏ ra, những giọt nước mắt đã rơi xuống và giờ đây với Dev, chiếc cúp danh giá không chỉ hoàn tất bộ sưu tập của siêu xạ thủ một thời mà còn là nét chấm tròn viên mãn cho câu chuyện cổ tích mang tên chính mình. Hành trình miệt mài gần 10 năm mà Dev đã viết sẽ trở thành câu chuyện cổ tích giữa đời thật, truyền cảm hứng cho những thế hệ kế cận tiếp theo. Dễ dãi hơn một chút thì có Zika, cũng đi trên chuyến hành trình khó tin cùng người đàn anh kỳ cựu. Zika đang từng bước trở thành ngôi sao của sự nỗ lực miệt mài, tự hoàn thiện chính mình. Tôi sẽ không nói thêm quá nhiều vì đã ưu ái dành hẳn một video dài 16 phút cho chàng trai ấy. Nhưng rõ ràng việc nâng cao chiếc cúp vô địch cùng màn trình diễn đáng kinh ngạc trong năm nay đã đưa Zika đến đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Về phần Chu Vi, có thể việc phải thay đổi lối chơi đã làm khó anh. Cũng có thể thất bại này sẽ là một bước đệm để trưởng thành và đạt đến vị thế mà người hâm mộ vẫn luôn mong mỏi ở một tài năng như thế. Nhưng Chu Vi có xứng đáng với danh hiệu tuyển thủ của năm nay hay không? Câu hỏi đó có lẽ mỗi khán giả sẽ phải tự trả lời.